Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục cái series Người Cuối Cùng, Người Gan. Và lần này tụi mình sẽ là phiên bản pizza các bạn. Ở đây mình có tổng cộng là 18 cái pizza lớn. Pizza lớn là nó cái hộp nó bự như vậy nha các bạn. Và 12 cái pizza nhỏ. Pizza nhỏ này mình mua lớn được tặng các bạn. Nhỏ nhỏ xíu à. Và phía bên đây là bên Pizza Hut có cái loại pizza mới các bạn. Pizza dài 1 mét. Nó dài từ bên đây nè, nó dài qua tới bên chỗ khoai tây, gồm có là tôm, hải sản với lại xúc xích được cái kiểu. Và luật chơi rất là đơn giản, có tổng cộng tất cả là 2, 4, 6, 8 người chơi, gồm có 5 người đội nhà. Nói chung là cho mấy thằng cù vô nó ăn có được bao nhiêu các bạn, vô tấu hài chơi cho vui thôi. Và 3 bạn khách mời, 3 bạn này là mua áo tên shop longvlog.com. Sau đó lâu lâu thì mình random và mời chơi như vậy cho vui các bạn. Thắng thua quan trọng các bạn, vui là chính nha. Và chiến thắng thì sẽ được 10 triệu, vậy thôi. Và luật chơi là ở đây là mình có một cái hùng phiếu, bóc vào cái gì thì sẽ sử dụng giống y như cái tờ phiếu này ghi như vậy nha các bạn. Ai mà cứ ăn mà cảm thấy ăn không nổi thì cứ đi ra lấy xe, xách xe đi về thôi. Người cuối cùng còn trụ lại ở đây sẽ thắng và hưởng 10 triệu. Ok. 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 Nói chung là có những bạn ăn rất là dữ. Ủa tao thấy mất tiêu ăn rồi ta. Đây ăn. Ủa. Đó. Tờ ăn đâu có chỗ ngồi mày, của danh tiết lộ ta. 2 4 6 8 9 lượt mấy bạn. Có tàn hình. Mình sẽ dẹp cái pizza này xuống cho trống chỗ nha bạn. 18 cái pizza này nó gồm là 18 vị nữa các bạn. Mình lấy mỗi thứ một vị. Như đây là pizza full phô mai, ăn rất là béo luôn. Còn đây là rau củ các bạn. Quay sơ thôi nha. Hải sản, xúc xích. Nói chung là tụi mình có 18 loại pizza nhưng mà ăn thì nó cũng như nhau các bạn. Nên tụi mình lần này là sẽ không có chọn pizza mà là chọn nước chấm nha. Ở đây mình có tổng cộng là 5 loại nước chấm, gồm có là tương ớt nè, rồi ở đây là sốt cay sâm giang. Này là cái tương ớt màu hồng này, nó không có cay lắm các bạn. Nhưng mà có nhiều bạn nói là X3 nên mới quyết định là mình sẽ đặt tên là sam giang X3. Còn này là sam giang gà cay, mình sẽ đặt tên là X1. Còn này là sam giang gà cay X2. Này là siêu cay các bạn. Chai là chai hông rồi, cho mình hết rồi. Và loại thứ năm chính là sa tế cay. Đây là nước lon, còn đây là nước chai. Nói chung là cái loại X2 này là trong siêu thị không có bán các bạn, chỉ có mua được trên mạng thôi, mà mình hết mất tiêu rồi. Nên mình sẽ sử dụng cái này luôn nha. Mì cay X2 cũng là của nó các bạn. Cứ ai mà vào cái mì X2 này sẽ sử dụng một gói sa tế mì cay nha. Ok, đầu tiên là mình sẽ cho người tàng hình chơi trước nha bạn. Chỉ định cùng người, một người cùng mình thêm lượt. Đây giờ khách mời bự con quá, với em chỉ anh Lâm Vlog à. Rồi anh này nha bạn. Giờ là em bốc trước. Không có tới người bạn đó. Cùng em thêm lượt mà. Ê, cùng thêm lượt hả? Ủa, em tưởng cùng uống nước chứ. Thêm lượt, thêm lượt. Rồi lần này thì lại chỉ định một người qua lượt. Em muốn ai qua lượt cũng được hết á. Ngoài wow. Tụi em. Wow. Anh Đăng ơi. Sao mọi người ai cũng khoái chí hết à? Em chỉ toàn qua lượt. Đó. Rồi ok, bạn này được chỉ định thêm lượt nha. Cho ông ngàn chiếu cứu. Gì vậy kì á? Bạn cấp. Ok, qua lượt các bạn. Quá dữ luôn, vậy là kết quả là cái vòng 1 này ăn không làm được gì hết nha. Toàn mới vừa được qua lượt nên không bóc gì hết. Rồi bạn này. Chỉ định một người uống nước. Được chỉ định lon thôi. Ai cũng được hết. Em muốn ai uống nước. Thấy Tú nổi quá, chị Tú đi. Rồi uống gì? Ba loại này. Coca nhỏ nè. Coca chút xíu hả? Dạ. Mới vô chơi đẹp nè, uống Coca nhỏ. Để đi good. Ai am ở anh Kiều. Rồi bạn áo đen. Bạn này tên gì? Em tên Ân. Anh em thất bại của anh ơi. Rồi chúng ta được một Samsung X1. Samsung X1 là cái hũ này nha bạn. Và cái vòng đầu tiên này thì tụi mình sẽ ăn pizza 1 pet nha. Cứ ai vào thì sẽ ăn được 3 miếng, 3 miếng nhỏ. Cứ ăn cái giữa vậy, cái giữa vậy, cái giữa vậy, 3 cái miếng ha. Chọn loại nào em? Dạ, em lấy này. Đây có cái đường sẵn rồi nha các bạn. Mình chỉ việc đơn giản là mình 3 miếng nhỏ thôi nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3 vậy các bạn. 3 miếng và sẽ sốt cay X1. Mỗi người sẽ lấy một muỗng. Đây chúng ta sẽ lấy một muỗng nha các bạn. Đó, một muỗng như vậy. Sốt cay mà, mình sẽ rưới lên. Mát lạnh. Chờ nếm thử miếng luôn. Đó, trải nghiệm coi sao. X1 thôi à, có cay lắm không? Nó không có cay, nó hơi cay thôi. Nhưng mà cái bánh như vậy nó dai lắm. Ồ, vậy mới ngon á. Khẩu. Rồi, tiếp theo là bé Hương. Mình thật sự mình đói quá rồi mấy bạn. Tiết lộ mấy bạn biết luôn, nãy giờ tại sao mình lại mạo trắng.
Tại vì mình ba đời làm người cuối cùng. Nói chung hôm nay mình đi biết gánh tim nha các bạn. Đi biết gánh tim mà thường phải đi gần chứ. Vậy yeah, có nước uống. Tự chọn một lon nước ngọt. Dĩ nhiên lon nhỏ rồi. Tự chọn luôn, chọn cái nào cũng được hết. Lấy nào em? Này hả? Nhỏ rồi anh. Rồi ok, gánh tim mà nhỏ với em. Gánh tim là phải chai cái nhỏ. Rồi, vậy không. Xa tới. Tới xa tới. Chúng ta sẽ sử dụng loại xa tới cay nha bạn. Rồi, ba vị bánh em chọn vị nào? Thử đi luôn anh. Thử cái đó luôn hả? Này luôn đúng không? Đây. Đây mình sẽ xa tới cho bạn một muỗng luôn. Cái này thì bằng trực quan thôi, làm đại thôi các bạn. Thằng nào mình ghét mình cho nhiều thôi. Đây dĩ nè. Đó, cho cắn cái luôn, review. Review luôn hả? Ừ. Sao? Review chân thật. Thực tế thì nó hơi hay hằn hằn, không có cay, nghe giọng nhiều. Ngon đúng không? Thật tới hằn. Rồi, bạn đã thích gì? Thích nhưỡng. Nhưỡng. Đây, Sam Giang X3. Sam Giang X3 chính là cái chai màu hường nha bạn. Thực ra nó là không có X gì hết, nó là X0 á. Nhưng mà các bạn bình luận nó là X3 nên mình gọi là X3 luôn nha. Lộn đi, ăn nó như là bánh kem với em. Rồi, chọn vị nào? Hải sản này là mực với lại thanh cua. Còn này là mực với lại tôm. À, này đi. Mực với tôm. Đây là Sam Giang X0, các bạn cái lộ này ăn nó như là bánh kem vậy. Nó tên là sốt. Sốt chấm vị gà kem carbonara gì đó. Rồi. Nó có ghét không anh kỳ vậy ta? Anh ghét em rồi. Đây bỏ bỏ bỏ. Rồi ok bỏ các bạn. Tự trào ra. Rồi ok. Không, cái này nó có cay đâu như kem nha em. Thiệt. Hôm lắm. Rồi hưởng thức luôn, có như kem không? Ngon lắm. Rồi đi trước mà. Chị đi rồi chị biết đâu có cay đâu. Sao? À, không cay. Rất là bình thường. Không biết sao tới đâu à. Tốt. Tới em. Chúng ta được thêm lượt được cái lâm cái ra bài cho mọi người đọc coi. Đây là thêm lượt bóc liên tiếp hai lá hâm nha bạn. Nhân phẩm em. Rồi Tú là nhất, nhắm mắt bóc em. Chỉ định một người cùng mình uống nước. Em được phép chọn hai lô nước và chỉ định một người uống chung. Hai lô nào? Chạy. Và ai uống chung? Cái anh nãy chỉ em anh. Rồi, nói chung là mình phải đáp trả nha bạn. Có người ta có lòng. Rồi, lá cuối cùng của em là gì? Thêm lượt. Tới chuyện rồi. Em muốn ai thêm lượt? Ai? Đấu thành tư thưởng bạn. Khó chọn quá. Em hai lon nước rồi, bên kia cũng phải hai món. Anh ơi, gọi tên anh trong đêm. Rồi, bạn là tên gì ta? Em tên Duy anh. Rồi, bạn Duy. Rồi, Tú làm chết em rồi. Chúng ta được tương ớt. Rồi mình chọn bánh vị gì? Xúc xích luôn đi anh. Xúc xích luôn. Đây mình sẽ quảng cáo cho tương ớt ông Trà Phà các bạn. Tương ớt với 42% làm từ ớt và 58% làm từ gì đó các bạn không biết, mà sệt sệt nè. Tương ớt này thì không cay lắm, 42% mà. Ok. Thơm quá. Tương ớt không ngon mời bạn ăn nha. Ăn luôn. Quốc. Đi xa mà ăn tương ớt là đúng bài luôn mấy bạn ơi. Đúng rồi. Ăn nha. Ăn luôn. Cay cay rất là ngon luôn. Quá vậy. Có ngày. Rồi chúng ta đến với lượt bóc hâm cuối cùng của bạn Đại. Cho lá hâm vào hùng và bóc lại một lá. Rồi Đại được reset với bạn. Bóc em. Chỉ định một người thêm lượt. Wow. Em muốn ai thêm lượt em? Em thấy anh này ăn cũng hơi khỏe nè. Tại sao vậy X3 đó bạn? Rồi chọn vị gì? Giống luôn đi Lâm. Gì chứ? Giống luôn. Giống cái nãy luôn, hải sản luôn. Đây mình sẽ chế gà chén nha bạn. Đó vậy nhanh gọn lẹ. Và hút một muỗng. Rưới lên. Trời ơi, oh my god. Rồi, vòng đầu tiên này mình sẽ review sơ nha. Bé tàn hình không ăn gì hết. Toàn cũng tàn hình luôn, không ăn luôn. Bạn này tên là Duy. Duy ăn một phần xúc xích. Bạn ăn một phần xúc xích. Đây mới là ăn các bạn, hồi đó giờ bạn này là bạn ăn nha. Còn đây không phải là ăn đâu. Dạ. Mình là Hương nha mấy bạn.
mình uống lon Coca nhỏ. Bé gì? Ăn pizza. Rồi bạn này thì được đặc biệt chú ý hai phần. Tú không gì hết và đại không gì hết. Ok. Gì vậy? Em hay cái đó. Ok, hai chung nước không? Rồi 3 2 1 quẩy. Dòng này không có thời gian. Rồi Tú. Cạp dĩa đỡ buồn. Mới có 20 giây trôi qua thôi các bạn, mình sẽ canh dậy. Cũng là chưa có ấy hai đúng không? Có ít 1 ít 3 gì thôi à, bình thường. Rồi nhìn mọi người ăn mà hèm luôn trời. Uống con ca này thì uống vào thì sao? Thì ra nó ọc lên não quá đã luôn. Nó sụt 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 sụt. Chắc vậy coi chưa ra luôn. Vậy mới vòng 1 nghỉ thôi em. Ăn cơm chưa em? Ăn cơm chưa? Chưa ăn mà yếu chứ à. Ngáo rồi. Uống gì dở nữa. Là mà tóc nó bạc hết rồi. Đó là cái người của những cái hộp điên trước bạn không ăn mấy cái món tin hiện đại được. Nó chỉ ăn cơm cháo được thôi. Pizza gà gán rồi nó có ăn nữa bạn. Ăn quá ghiêu sọt hết rồi được. Đó là thời đại. Ê, mấy bạn cười cười chút luôn, tụi nó chỉ một cái rồi khóc nè. Mình phải im lặng, mình giữ bình tĩnh nè, như đại đó không? Đâu nói tiếng nào đó không? Mấy cái, mấy cái, anh nói vậy chi chứ mấy cái pizza này em ăn 3-4 mét thì cũng được chứ. 1 mét nhìn quá là ít. Sau khoảng 20 phút thì chúng ta đã hoàn thành các bạn. Một cái vòng 20 phút. Vòng sau bắt đầu tính thời gian nha. Và bạn nhưỡng ăn hết hai phần luôn. Quá dữ. Cái sốt ít bà có cay không? Mới đầu ăn vào thì không thấy cay nhưng mà từ từ nó thấm á thì thấy cay. Mà không có nhưng cay lắm mà không đúng không cay. Đúng rồi, đúng rồi. Cay nhẹ. Mình tôi uống hai lon cho nữa không em? Nữa anh, hai lon là bình thường em muốn cả chục lon. Chỉ có con cái này nãy giờ thấy nhằn mặt chứ em. Sao tới ăn hả mình? Khó ăn hả? Em gắn như là sao tới, mọi người vô sao tới cho em không à? Ok, đi nhập sao gắn sao tới cho em. Do tụi mình có tổng cộng tất cả là thêm cái này đó là bự 9 vị các bạn. Nên mình sẽ dẹp cái này ra và lên cái mới nha. Mỗi vòng sẽ lên một cái mới. Đây, vòng tiếp theo này mình sẽ lên vị gà, nấm với lại rau củ gì đồ các kiểu các bạn. Và vòng này ai bóc vào chỉ ăn một miếng duy nhất thôi. Và lần này chúng ta sẽ đảo vòng cho cụ đại phía trước các bạn. Nhắm mắt bóc cái công bằng em. Chỉ định một người cùng mình uống nước. Em thấy Dĩ uống lộn với ăn hơi hơi cực á. Coi anh Dĩ uống lộn nước. Rồi giết bồ luôn các bạn. Rồi Dĩ nó muốn cho Dĩ ra rồi. Ok. Sao? Ra thật ra là phụ nó cho ăn bồ á. Biết Dĩ khát nước. Tốt. Sạp giang x2 các bạn. Tài sạch lên bóc luôn cho em ha. Tài nãy mới đi vệ sinh thêm chứ không có gì nghĩ gì đâu sợ em. Đây, đó mình để cái lên đây. Tiếp theo. Cái loại x2 này là không sử dụng muỗng các bạn. Cứ ai vô là được một bịch à. Ui. Ôi giời ơi. Tuyệt quá chưa vậy. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ giao lực rồi. Chơi vậy luôn cho công bằng nha. Đập sớt luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Ai vô này đây vừa là cái tự dặn nha các bạn. Đi ga luôn anh. Đúng rồi, chắc đi ga luôn các bạn ơi. Đây là lá hâm tự quỷ dành cho Tú. Anh lỡ giao lực rồi, chơi luôn em chứ sao giờ em. Sa tới. Chúng ta sẽ cho một muỗng sa tới vô các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo là gì? Tương ớt. Đây. Tương ớt dành cho bạn Dĩ nha. Thì dứt luôn rồi vậy. Rồi bé Hương. Wow. Chỉ định một người qua luôn. Chỉ áp dụng những người chưa bốc thăm thôi. Những người chưa bốc thăm hả? Tức là chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chỉ có bốn bạn này thôi. Nói chung là hồi xưa hai anh em mình cùng sinh tồn với nhau thật là vui vẻ. Khoảnh khắc anh nhớ mãi. Chỉ ăn. Rồi ăn được qua lượt. Chán gì chứ. Rồi bạn ăn. Thêm lượt. Quá tuyệt vời luôn, bóc liên tiếp hai lá luôn. Rồi, tự chọn một lon nước ngọt. Muốn chọn chai cũng được nữa. Và Sam Giang x1. Lon một chai, để chai, để chai. Rồi Sam Giang x1, bạn mình ghi chữ luôn rồi nha. Rồi. Sam Giang x1 đâu cay lắm đâu. Rồi, bạn này là bạn Duy. Chỉ định một người uống nước. Ai cũng được hết. Em muốn ai uống nước? Cho Tú đi. Đó. Rồi uống nước gì?
chỉ được chọn lon thôi. Ok. Tuyệt vời luôn rồi. Ăn cay còn có thêm nước nữa. To. Quá ok luôn. Chỉ định một người cùng mình hiệp lượng. Em muốn ai hiệp lượng với em? Mà thấy anh nhượng hơi nhiều nữa, cho anh nhượng nữa. Cho anh nhượng nha bạn. Anh nhượng. Mà chỉ định là cho bạn qua chỉ định một chút cái nha. Oh. Quá luôn. Là thứ hai luôn rồi. Còn lại cho hết rồi. Chỉ định một người qua lượt. Chỉ định ai cũng được hết á. Mình thì thích Tú các bạn, mình sẽ cho thằng Tú qua lượt luôn. Yeah. I love you. Anh Toan qua hết lượt luôn. Vậy là dòng này là chỉ có bạn ăn là pizza, uống nước ngọt. Chỉ cũng ăn pizza, uống nước ngọt. Anh Nhưỡng thì ăn pizza, không uống nước ngọt. Và cuối cùng là Đại uống Coca Light. Ok, và dòng này tụi mình sẽ có quy định là với pizza thì sẽ có là 7 phút để ăn, và với nước ngọt sẽ có 3 phút để uống. 3, 2, 1, bắt đầu. Nước ngọt chỉ có 3 phút, đồ ăn thì có 7 phút nha bạn. Tức là cái dòng này là chỉ có bạn này chỉ có 10 phút để ăn thôi. Xong rồi. Đại có 3 phút. Với 59 giây Đại đã hoàn thành lô nước ngọt. Phá kỷ lục Guinness thế giới luôn. Yeah. Rồi Tú không ăn đi em. Em ăn xong rồi anh. Ăn gì nhanh chứ hả? Trời ơi, ba đứa quỷ. Em đồ ăn anh lắm. Ủa? Khó ăn quá. Thế là nổi vậy hả? Trời, no với lại sa tế khó ăn quá. Đúng rồi. Với lại dòng này em mong muốn là được nước nhưng mà không được nước nên... Ok, chúng ta đã có một người đầu hàng và chúng ta sẽ trống chỗ tí để cho bạn ăn tàn hình có chỗ ngồi nha bạn. Bắt đầu em gia nhập cuộc chơi từ đây nè anh à. Đúng rồi, nãy giờ em đứng ngoài không ăn gì hết em. Đổ bụng lắm rồi. Wow, với 3 phút bạn ăn riêu đã hoàn thành với bạn, hoàn thành phần pizza rồi, còn nước rồi xong rồi. Dĩ nhiên chậm hơn vậy. Không, ăn thưởng thức rồi. 10 phút thấy dư dả quá. Thôi vậy FK em bỏ xuống đi. Em đang tạo độ khó cho game. Thế này đi, ai ta kiểu thế này thử đi. Nước mà sợ gì. Ừ. Thôi phải không thức rồi. Ngọt như đường. Ăn như là ăn đường vậy á. Nó hóm nữa các bạn ơi. Đường nè. Đường này đường nhựa không? Đường mà anh ta chạy ngoài đường. Rồi ok, sau khoảng 6 phút thì mọi người đã hoàn thành nha bạn. Vậy là chúng ta bắt đầu với dòng thứ 3 và đổi pizza. Đây, dòng thứ 3 là chúng ta sẽ ăn cái loại pizza này. Pizza gì ta? What the pizza full phô mai nha bạn. Pizza full phô mai. Và cái hộp phía chỉ còn một lá thôi nên mình thì xét nha bạn. Và bạn người tàn hình được chơi trước em, đang sao ngủ dưới em? Hả? Nãy chưa được ăn nữa hả? Nãy giờ chưa được ăn nó ngáp luôn á. Ít một thôi, mới ít một thôi. À, ít một là này nha bạn. Ít một. Ăn thử. Chà. Nhãn nhiều cay dữ. Em muốn trải nghiệm không? Dạ. Thôi nó cũng cay bình thường à, không sao đâu. Bé Tàu nhắm mắt quất. Sao tới? Ơi xong Toàn gọi Toàn ơi. Gì chứ? Mặn lè. Nó ghê lắm á. Ghê quá. Không bằng em, ai cũng dễ mà lắm. Cái không bằng. Rồi bạn Duy. Wow. Oh my god. Sô-cô-la. Xong Duy rồi. Có ai có qua lượt cứu Duy đợt này? Giờ ai qua lượt cứu Duy thôi chứ giờ. Còn ai mà cứu được Duy nữa hết. Rồi rồi rồi. Chế định một người qua lượt. Rồi chưa biết mấy người ngoài sau sẽ như thế nào. Giảm được chế định luôn. Cứu bạn này trước. Rồi cứu anh luôn. Lại cứu thứ hai các bạn. Thứ hai bạn cứu thôi. Ai với thứ hai cũng được cứu hết. Hay dữ bà. Chế lên một người qua lượt. Cái này chỉ là chỉ áp dụng với người chưa bốc thăm. Đó, lá này là lá khác nè. Ok, muốn ai? Chưa bốc thăm mà. Đó giờ anh Hương đi chung với em bao nhiêu trận lượng rồi. Rồi, còn này có ý kiến gì không?
Lúc mà em với anh xin tồn mà anh nhớ không? Anh nhớ em với anh cực khổ dầm mưa giải nắng. Lúc nào em cũng xung phong đi đi xe chung với anh hết. Vậy là chỉ đi xe anh làm thôi phải không? Đúng mẹ, nó tưởng nó đi mình một lần duy nhất nó bỏ rồi bạn. Cú là luôn luôn đuổi xe mình. Cho nó qua. Chỉ để một người uống nước, em được phép chỉ cho em luôn á. Uống nước rồi hả? Thôi chỉ em chỉ. Nãy em da nhiều phải không? Lỡ uống áo trắng. Chỉ được chỉ đến lon đó em. Lon? Thì còn lon lon mượt hả? Hai lon, hai lon được rồi, ok. Một lon mượt. Dĩ hên chứ ta. Rồi, Tú được, qua lượt. Tú bạn được. Tú bay lắm nha. Quay lại em. Rồi, nhạc phẩm gì vậy? Nhạc phẩm không ta? Rồi vậy là dòng này chúng ta chỉ bên đây thôi nha bạn, ba bạn này thôi. Đồ ăn có 7 phút, nước ngọt có 3 phút, riêng lon lớn này cộng thêm 1 phút luôn 4 phút. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Bắt giờ cái quên bắt đầu. Phải bấm giọng rồi ăn qua chắc mà. 120 phải công bằng với mọi người chứ em. Sao em giờ thể nghiệm sao em? Ngon à. Em có bụng. Em là sốt gì vậy? Sam Giang ít bột anh. Ít bột, toàn sao tới. Em ăn mà em tưởng là em đang rắc đường lên đó chứ. Sao ngọt liệm dưới rồi. Giống được rắc đường rồi, rắc trắng hay rắc đường phèn vậy nè. Còn bây còn sao tới là sao rồi? Khó ăn thiệt không? Kỳ á, bình thường quá ta. Tự nhiên còn. Cái mình review cái pizza này nha bạn. À pizza này là full phô mai. Phía ngoài chúng ta có một cái lớp viền. Hình như là viện phô mai luôn mẹ ơi. Thôi vậy thì viện làm gì. Ngon lắm anh. Ngon lắm em. No. Tuyệt. Tuyệt. Ăn không thì tuyệt thôi chứ ăn sao tới giờ không tuyệt đâu mấy bạn. Rồi ăn hấp rồi nha. Ăn đã hồn hết vô họng rồi, trong vòng 1 phút 30 giây luôn. Quá dữ. Ăn hồn. Dục lên chính mình luôn hả? Nhìn xấu quá, ăn ghê quá. Nhưng toàn là ê một cái nồi nè, mệt mỏi luôn á. Lầu hàng uống nước anh nào toàn. Nghĩa là không được anh. Trời ơi. Nó đã khác. Pizza, Coca Cola. Tuyệt vời. Rồi luôn. Đậu rồi ghê nghe thầy. Toàn còn 4 phút nữa. Chưa ăn này nè. Phải không? Có. Xong rồi nó ngọt rồi chứ chưa. Ok, tụi mình đến với vòng thứ tư và vòng này. Đội pizza mới nha bạn. Chưa full zin luôn nè. Còn gì đây? Bốc tem. Bốc. Ủa. Đây là pizza hải sản cộng với lại mấy cái nấm nha bạn. Phô mai, hải sản và nấm. Tuyệt vời mặt trời. Rồi chúng ta đảo vào đại bóng. Nhắm mắt em. Cho tất cả lá hâm vào thùng. X2. X2 trọng đó. X2 quá luôn cái kiểu. Là cái lá X2 đã được chui vào đây nha bạn. Gồm quá. Quốc à. Chỉ định một người hiêm lượt. Ai cũng được hết. Tịnh. Lão. Anh hương. Yeah. Tại vì ông em ba đời là người cuối cùng. Cho tất cả nó hâm vào hùng và bóc lại. X1. Sam Giang X1. Đây X1. X1 của đất rồi. Ai vậy? Quất. Hai lần rồi. À, tình hình là có khá nhiều bạn thích cứu X2 các bạn, nên lần này mình thử bỏ ngoài chút cái chế nha. Chắc là sao phải cứu nữa. Cứu gì đâu, cứu vật vật trái ơn hả? Không anh. Cứu tú. Cứu vật vật báo quán, cứu người người trả ơn. Cứu đạo lý. Tự là cứu vật vật trái ơn chứ. Rồi, dễ. Anh dễ cứu tú, anh dễ cứu tú. Anh dễ sẽ cứu tú. Anh dễ cứu tú. Rồi, anh dễ cứu em.
chưa cứu được. Sao chị cứu mình được? Chế định một người uống nước, ai cũng được. Uống nước hả? Đúng rồi, chỉ còn một lâu duy nhất thôi em nè. Ai? Không, áo đen nó bị chú nước nè, nên cho áo trắng đi. Trời uống hay lâu rồi nha. Hai lít nữa. Ô, em tới ít 3 lần. Ờ, em sợ quá. Nó cứu người ta còn ba tổ nữa kìa. Thử hả? Hương là uống tiếp. Một người cùng Hương khiêm lợi, tôi muốn ai khiêm lợi. Giúp vặt, vặt không trả ơn. Giúp người, người báo oán. Cho cái. Xa tới đại ơn. Xa tới. Bây giờ là anh đang, mình đang làm một cái nhà hàng 5 sao vậy. Quét lên vậy này, cái để vào giữa vậy này. Rồi, Hương được cái nữa. Tự chọn một lon nước ngọt. Tình hình là hết lon rồi, đã được Hương được phép chọn chai. Thì chai vô nước anh thôi. Ê, camera man, quỷ. Quỷ camera man. Qua lượt. Wow. Nhân phẩm. Rồi xong luôn quá, sợ khán giả đọc không kịp với bạn. Qua lượt. Người có lòng từ bi. Rồi, tiếp tục bạn Duy. Cho tất cả lá hâm vào thùng và bốc lại một lá. Good. Qua lượt, qua lượt. Sao tế? Thật quá. Tê đồng lưỡi luôn á. Quá đã luôn. Coca. Quá đã luôn các bạn. Combo ngay ngắt lòng người luôn á. Từ từ nha bạn. Gùm quá. Đúng tuổi 2 năm sau mẹ. 5 năm sau em. Rồi, cuối cùng là UA. Chỉ định một người uống nước. À bây giờ chỉ định nó uống nước là chỉ từ nhỏ đến lớn thôi, không được chọn lâu lớn nhất là em để lâu cuối cùng ha. Dạ. Uống ai? Tú thấy ăn chay quá nên chắc phải giúp Tú vé luôn anh à. Cho Tú chai nước đi. Không, thật ra là Tú mà ăn ít hai mà cộng thêm cái này là Tú chết chắc luôn các bạn. Rồi, vậy là xong rồi nha. Chúng ta sẽ xé của Tú thôi các bạn. Rồi, không ai cứu được Tú hết. Combo gì nãy luôn. Không ai cứu được Tú hết nha các bạn. Nhỏ nhỏ hả anh? Rồi rồi, được coi. Cứu Tú. Thôi được, khách nhỏ lên. Không có, mình tính đẹp như vậy, dòng sau mọi người cũng y vậy luôn em. Trời, đừng có dắt anh, đừng có dắt, đừng có dắt nữa. Uống tẩu. Rồi, dòng này là riêng cái lon bự đó là được 4 phút. Chai này cũng bự luôn rồi được 4 phút. Còn pizza thì vẫn 7 phút như bình thường. 3, 2, 1, bắt đầu. Uống miếng. Rồi, bạn ăn không cần ăn gì hết. Bạn ăn bên kia cũng không ăn gì hết luôn. Đôi bạn cùng tiến luôn nha. À, đại ăn gì em? Sốt gì ạ? Sa tế ăn. Sốt sa tế. Sa tế mặn dữ ta. Đúng rồi, nó chỉ mặn thôi à. Rồi Tú ít 2 sao Tú review cho mọi người biết coi. Cài quá. Rồi Tú đầu hàng các bạn ơi. Đang niệm anh ơi. Đang niệm. Sao? Không, không nổi các bạn ơi. Đây là sao tới giết người. Ông bà ơi, độ con ông bà ơi. Không ai cứu được Tú luôn. Rồi chúng ta thấy là bé Hương đã hoàn thành này. Sốt dễ hơn. X1. X1. Còn Hương dễ ăn gì vậy? X3. Ít ba hả? Ừ, nó cay kìa. Cay quá. Chết em rồi. Cay gung kìa. Rồi, bạn ăn không ăn gì hết. Rồi bạn Duy là ít mấy em. Sống gì hết. Thấy khá dễ ăn mà. Đâu có gì đâu. Nó chỉ mặn thôi. Nó đơn giản luôn. Nó chỉ mặn mặn thôi. Ờ. Xuống dĩa. Một phút. Đại xuống dĩa. Xuống dĩa. Vậy là 1 phút 30 giây nữa. Toàn. Sống gì? Tư ớt. Tư ớt anh. Ngon. Tôi nói là không có gì sáng đó bạn. Ok, chúng ta chỉ chú ý đến Tú nha, Tú sắp tạch rồi. Má ơi, đang bình thường uống một phát lên nóc nhà. Đúng rồi. Tương ớt, cay uống con ca là cay thêm nha bạn. Ngon quá. Anh Tú cố lên. Anh Tú. Dỗ dỗ mấy em. Ok, chấp hết bia, hai bia nha bạn. Uống nhiều mấy chỗ rồi. Ăn miếng một mét nữa. Hai con tôm đó em, hai con tôm đó em. Cái này tôm luôn, đúng rồi. Trời ơi, nó rung kìa bạn ơi, nó rung kìa. Uống nước vô. Tú còn 4 phút nữa là hết giờ nha em. Đúng 11 phút là em hết giờ. Mọi người đã xong hết rồi, chỉ còn có Hương vợ đang ngồi nhâm nhi cái ly rượu vang của nó. Còn Tú thì đấu tranh 4 phút nữa.
chúng ta chuẩn bị đến với vòng mới luôn. Cũng đang giấy khô nè. Một phút 15 giây nữa. Wow. Hết kìa rồi. Rồi tú to rồi bạn ơi, một phút cuối cùng. Còn được. Còn còn tú còn một phút nữa. Làm được, làm được. Rồi, giúp ở lên cái này được. Anh tin em làm được. Cố gắng để làm gì để dọc sau cũng thua. Một phút nhiều quá. 50 giây nữa. Rồi sao vô qua lượt thì nói sao anh? Sao qua lượt nói? Chỉ định hát nữa. Xuống. Ủa là tú. Thật ra là mình mà càng sắp chết như vậy ở vòng sau mọi người chỉ định chỉ chết luôn. Mà anh phải lay ai ai ăn được ít hai. Đúng rồi, là chỉ vượt qua thử thách thôi chứ quá hay luôn chết rồi. Giọng 30 giây nữa. Giọng luôn. Được không? Từ thôi. 20 giây nữa. Rồi. Anh Tú. Tú hoàn thành nha bạn. Ok, chúng ta đến với vòng thứ 5. Chúng ta sẽ thử loại pizza mới nha bạn. Cái pizza gì vậy trời? Gồm có là tôm nè, hành cua, một cái lốt xốp, xốp gì đó đen đen các bạn. Rồi hải sản rồi các kiểu. Khá là lạ. Và vòng này là bé ăn quốc em. Sam Giang X1. Ồ, có duyên quá nhỉ. Oh my god. Tân chế định một người hiệp lực. Em muốn ai hiệp lực? Ừ. Anh nấu đen nè anh ơi. Ok. Toàn nó chỉ thích giết mấy người mà mạnh khỏe cho anh nấu đen rồi nha. Chế định một người qua lượt, chỉ áp dụng với người chưa bốc thăm. Rồi. Em muốn ai qua lượt? Giúp người, người sẽ nhà. ở đây cũng chưa nè. Mấy tú tội nghiệp. Không giúp ai cũng được, ăn bò không ai sao đâu. Tú cái đi. À, giúp người người sẽ bao ăn. Rồi, nó nói câu rồi kìa. Chết luôn rồi, đau lên. Cái em hù hồi lại nói luôn á. Em đã giảm đó. Quá lượt. Quá lượt nha bạn. Quá lượt quá. Qua lượt hả? Rồi, kiếm chi cái chuyện đụng cho. Thôi ra là rồi, giá còn. Sam Giang X3. Sam Giang X3 nha bạn. Rồi. Ba đời làm người cuối cùng. Chơi em. Rồi. Rồi mình sốc hùng luôn. Cho tất cả là hâm vào hùng. Chế định một người qua lượt. Ai cũng được. Anh Hương. Ừ. Em mà sợ em sẵn sàng hy sinh đi chung sĩ anh em. Đúng không? Anh nghĩ là em giờ em cũng sắp đi, em già yếu rồi. Anh phải đầu tư những cái hàng nào nó tốt hơn để anh ăn phần trăm doanh thu nữa. Nên là chỉ em. Tức là phải đầu tư vòng đại mình. Đại chia cho 10 ngàn. Chế định một người cùng mình uống nước. Oh my god. Rồi, đó là mình em mua rồi. Cái lầu này chỉ còn có một chai các bạn, là bắt buộc là phải chọn hai chai này. Oh my god. Có một người đi chung mẹ. Cái này là giết, là không giết chết chung, em muốn em chết chung với em hả? Tớ chọn cậu. Ai nói đen? Cậu nào? Anh này nè, anh nói đen nè. Nãy giờ là đại đặc biệt nó chăm sóc bạn ăn các bạn. Ok rồi, chọn này là chỉ có là mình ăn là ăn pizza. À, anh tao đen này cũng ăn pizza luôn. Đấy quá. Thêm cái chai coca rất là bự nữa. Này mà đại coca. Này chai mấy phút à? 10 phút. Chai này cho 10 phút luôn nha bạn. Pizza 7 phút, bạn này có 17 phút. Đại có 10 phút và ăn có 7 phút. Rồi sau khoảng gần 5 phút thì không biết là có ai muốn đầu hàng không? Đại, chơi đố em. Em đang cố gắng thử thách bản thân anh đi. Oh, oh my god. Rồi phía bên đây là mấy ăn pake đã hoàn thành. Chỉ còn bạn ăn này thôi. Đại xuống chai. Quá ghê gớm. Ơi. Đại còn 2 phút nữa. Rồi bạn ăn đây là còn tới quá là nhiều, 17 phút rồi mà.
Thôi em còn 30 giây thôi đại. Đại xong rồi anh ơi. Wow. Đại đó hoàn thành, chết mất 30 giây bạn. Còn đúng 30 giây luôn cu. Chưa hết nói anh ơi. À, dạy hót có đau khổ. Dạ. Ok. Mọi người cho bạn ăn riêu đi ra bạn ơi. Dù có chơi khỏe cỡ nào thì cũng phải bị tập thôi nha. Chơi quá hay đúng không? Không, dữ rồi anh. Vậy? Uống gần hết luôn rồi. Đây, bạn đã uống còn nhiêu đây với lại một ly nữa là xong rồi nha bạn. Chai 1 lít rưỡi. Ok, tụi mình đến với vòng thứ 6 nha bạn. Đáng lẽ là phải là 6 khách mời, 6 đôi nhà. Nhưng mà có vài người đồng bạn, đồ các kiểu của đà điểu luôn. Nên mình chỉ mời được 3 thôi. Nên cái trò hôm nay khách mời bị áp đảo quá bạn. Chứ thường là mình chơi là khách mời là thường là phải cho áp đảo đội nhà nha bạn. Như vậy mới công bằng. Không sao, lần sau thì mình sẽ cố gắng mà nó mời trước bạn. Tại này mình chơi thời gian gấp quá. Hôm qua mời, hôm nay chơi nên khá là nhiều người bạn nha bạn. Và bây giờ tiếp theo tụi mình sẽ có là tôm và ớt thôi. Và tình hình là nước ngọt là chỉ còn có 2 chai bự và 1 chai nhỏ thôi bạn. Nên mình bỏ 2 lá chỉ định uống nước nha. Từ vòng này không còn chỉ định uống nước nữa. Chỉ còn có tự bóc nước mình tự uống thôi. Và đại bóc trước. Đại có Sam Giang X1. Ok, uống luôn, cầm luôn đi, cầm hết đi. Tú có chỉ định một người qua lượt với những người chưa bốc thăm. Em muốn ai qua lượt? Wow. Anh Tú. Hãy nhớ là những khoảnh khắc Tú. Anh Tú. Tú, nãy ai cứu mày Tú? Giúp người, người chứ hơn. Toàn ten. Cứu toàn, toàn yếu gì cũng cứu nè. Phải cứu vậy chứ. Toàn yếu nên mới cứu anh. Chúng ta có lá sao tới với bạn. Rồi, Thương. Thương có tương ớt. Rồi, bạn Duy. Chế định một người hiệp lượt. Muốn ai hiệp lượt? Tú đi. Rồi, Tú. Wow. Quá dữ em. Wow. Tú quá làm cái hiện tượng gì vậy? Trong khi là còn em đây mày. Toàn qua lượt, còn ăn. Chỉ định một người quá lượt. Rồi tình hình là do chưa có pizza, ăn đâu biết chỉ ai các bạn. Nên mình đã cập nhật pizza. Đại là X1, Dĩ là Sam tới và Hương là tương ớt. Rồi ăn chỉ ai em? Bỏ qua cứu cho anh Dĩ vòng này ăn. Rồi. Wow. Rồi vậy là cái vòng này chúng ta chỉ có đơn giản là có Đại và Hương ăn thôi. Ok, quẩy. Lụm đại. Ok, chưa đầy một phút thì hai bạn đã hoàn thành là cái dòng để như là dòng gửi xe vậy, khá là dễ nha. Rồi lần này chúng ta sẽ là pizza hải sản sốt tiêu đen hay gì các bạn. Nhìn không hấp dẫn cho lắm nha. Nhưng mà không sao. Rồi dòng này là dòng thứ 7 và ăn bóc chớp. Oh my god, tụi nó phá. Sam Giang X3. Hay Sam Giang X3. Rồi ăn được sốt X3 các bạn. Cái mặn này kém dội luôn quá. Rồi, tiếp theo ok. Tiếp theo là bạn Toàn. Cho tất cả tham vào. Cho em. Chỉ để một người qua lượt ai cũng được. Anh Toàn. Anh Tú giúp mình rồi, mình sẽ giúp Tú rồi. Tú qua lượt. Ok. Đúng là tình yêu đẹp. Bạn Duy. Tự chọn một lon nước ngọt nha. Rồi qua lô chai cuối cùng. Chai nhỏ cuối cùng các bạn. Đó là chai nhỏ cuối cùng. Vẫn như cũ. Chữ màu đỏ, hai chữ duy nhất. X1 thôi. X1. Hương sẽ được X1. Rồi, của Hương X1. Rồi, tiếp theo là gì? Chỉ định một người cùng mình thêm lượt. Tao. Mà nãy kêu cứu không cứu hả? Được. Chỉ định một người qua lượt em. Nãy giờ chưa ai bốc thăm. Anh có bốc đại hả? Vậy là đại rồi. Siêu. Tương ớt. Ăn cái tương ớt này vô nó làm pizza rất là ngon nha bạn. Rồi vòng này thì đại được qua lượt, Tú được qua lượt, Dĩ ra pizza tương ớt, Hương pizza sốt X1. Bạn Duy chỉ uống con ca thôi. Toàn qua lượt và ăn là sốt gì ăn? Dạ, X3. Sốt X3 rất là siêu cay, bằng cay mà ăn cái một luôn á. Nói chung là tới vòng này và khách mời chỉ còn một thôi. Tỷ lệ khách mời là tập rất là cao nha bạn. Nên bây giờ tụi nó bây giờ nó đang kiểu như nó chơi vui, nó tiêu diệt những người nhà nha bạn. Ok, chiến. Ok. Bởi các bạn thấy lý do tại sao tụi nó chỉ nhau rồi. Cái kiểu là thật ra là bây giờ nó biết khách mời thua chắc rồi. Không cần giết khách mời nữa.
Rồi ok, tụi mình đến với vòng thứ N đó nha. Và vòng này là đại bốc trướng. Em dám là con chơi đổi luôn em, thấy ngồi kiếp em. Tất nhiên là được. Thì được có niềm tin thôi. Thêm lực. Rồi, có phiên tiếp 2 lá luôn em. À, cho tất cả lá hông vào hùng và bốc lại. Chế định một người cùng mình thêm lực. Em muốn ai? Em muốn anh... Anh Áo Trắng. Rồi, muốn tiêu diệt anh Áo Trắng luôn nha. Rồi, tiêu diệt luôn. Rồi, Áo Trắng bốc. Chúng ta có một bánh sạch tới. Đây, bánh mới các bạn. Ui luôn, mà chưa ai nhìn thấy. Sao đa số nó cứ như vậy các bạn? Cứ tôm, hiệp, rồi mực, luôn xong. Sao tới nó chỉ mặn thôi mà. Rồi, bóc cái nữa nè. Rồi, Sam Giang X3. Thêm cái này. Rồi, bỏ cái luôn. Sam Giang X3. Yeah. Cái nữa không? Nữa. Nữa. Trời chứ, trời ơi. Đầu tiên sẽ là X2 các bạn. Oh my god. Hình X5. Mấy bạn thấy cái màu nó khác nhau hoàn toàn không? Ủa nãy giờ chưa qua được Tú luôn mà. Rồi, cho Tú. Cùng quá. Chỉ đây một người qua lượt, ai cũng được hết em. Tú. Anh Tú. Em thấy Đại nó ăn nhiều quá anh ơi. Tú Đại hả? Anh Tú. Không có ai. Sao hình chứ à? Sao hình dữ thầy? Sao hình dữ à? Sam Giang X1. Rồi, nè, hướng ăn cho bé. Nhìn dễ biết rồi. Rồi, bé hơn. Dứt. Còn lại là một cái lắm, nó làm sốc hùng các bạn. Em vô cái thầy lấy cái miếng còn lại cho em. Thêm lượt. Đứng người mất 5 giây luôn. Nãy tôi nói khát nước mà. Cái tắm này tắm qua lượt. Chỉ định một người qua lượt. Chỉ áp dụng với ai chưa bốc thăm. Ba người này thôi. Chỉ có ba người này thôi. Chỉ còn ba người. Ủa? À đúng rồi. Đúng rồi, em chỉ định mà, em chỉ định mà. Thôi, đầu tư vào người khỏe nhất đi, ăn. Rồi, ăn được qua lượt. Tiếp theo rồi, anh chơi. Tương á. Qua cho anh em. Rồi, bạn Duy được 2 miếng. Tiếp theo là người cuối cùng, Toàn. Rồi, Toàn được Sam Giang X3. Anh hết nó lên rồi đúng rồi. Rồi, dòng này ăn được qua lượt Toàn X3, bạn Duy được tương ớt với lại sạch tới. Hơn được chai lít mấy hơn? 2 lít. 2,25 lít. Coi anh nghĩ cái bụng vậy mà bỏ cái chai vô. Còn vậy được vậy em? X1 anh. Vậy X1, Tú và Đại. Không có gì. Qua lượt các bạn. Ok, lần này bóng giờ để cho mấy bạn đi cho lẹ nha. Ok. À, Tò sẽ có 7 phút, bạn Duy có 14 phút. Vậy 7 phút và Hương cái đó là được 10. Cho đây 14 phút luôn. Ok, nó bằng gấp đôi 2 cái coca với giá nha. Bấm. Hương sẽ có 14 phút. Ngoan nào. Ấu ơi. Rồi, tình hình là mình thấy là bé Hương bắt đầu muốn phát biểu. Rồi, phát biểu đi, cô giáo nghe. Vô cameraman. Các bạn à, cuộc sống có lúc thắng, lúc thua. Người cuối cùng thì cũng có lúc thất bại. Là sao? Nên mình nghĩ là cái chai này nè, chắc chắn là mình uống hết rồi luôn. Thời với mấy bạn luôn, mình uống hết. Nên mình đem về nhà vừa chơi game vừa uống nha các bạn. Tối đi vừa chơi vừa uống. Vậy phát biểu đó em. Em muốn đi theo tiếng gọi con tim. Cho vậy miếng giấy luôn. Cái đây à. Em ăn nãy giờ đủ một cái bánh pizza rồi hả? À em ăn đủ 8 cái rồi hả? Đúng rồi. 8 miếng rồi. Không, nãy mới 6 5 6 miếng gì vậy? Rồi đây một Mario chua ống cống các bạn. Đặc biệt luôn. À, Tú cũng đi đúng không? Rồi, chúng ta chỉ còn 5 người, đó chính là hai bạn đội nhà và hai bạn đội nhà bên đây ép lại bạn cái giữa. Trời ơi. Còn hơn cái phim sẽ gầy nữa bạn. Thank you.
Ok, bạn Duy đã hoàn thành luôn. Thực sự là khách mời bán như vậy là khá là VIP rồi đó em. Ok, chúng ta đến với vòng tiếp theo. Đây có bánh gì đây? Xé tim đó nè. Tại sao cái bánh gì có cà chua đó? Cà chua, dưa leo, dưa miết ngầu gì đó bạn. Và vòng này là đảo vòng cho ăn bóc nha bạn. Đây lấy lá x3 cho em nè. Đó, ngay giữa em, cái bóc ngay giữa em. Rồi. Em phụ lòng anh là lấy x2 cho x3, không lấy x2. Đúng rồi. Hay thiệt chứ, anh Hương anh nhường lại cái dòng hơn của anh ta. Anh mới mới chạy 2 lít giờ tới mình x2. Sốt x2 nè, em nhìn thấy x2 đúng không em? Dạ. Rồi còn hạn sử dụng ha. Nãy em ăn x3 còn được mà. À ok. Nói chung là anh sắp chết cho em cái buổi này, em phải coi rồi quẹt mất công em bị sốc khúc rồi nói anh nữa. Dạ. Oh my god. Ôi à, là đá kìa. Có cần dắt không em? Dạ cứ tự nhiên anh à. Thôi giờ không dắt. Tự nhiên như ở nhà. Đồ nào cũng chết, dắt là à, ơi. Ít ba ăn được mà ít ai ăn không được là hơi dở rồi nha. Rồi chơi lại một người qua lượt, ai cũng được hết. Ồ, thôi mình cứu anh ăn mấy bạn. Ok hả, à, cứ ai vô ai cũng được cứu hết hả? Chết đi chết chứ à. Thôi nhường lại cho người đi sau nè. Nhường cho những người may mắn. Chơi lại một người cùng mình hiệp lượt. Em muốn ai hiệp lượt? Tú đi. Rồi. Chạy được không? Tiếp luôn. Rồi. Chạy là bạn này hả? Đúng rồi. Chạy là bạn này. Bóc hai lá luôn. Xâm giang hết rồi. Xâm giang hết tiếp tục. Này qua lượt mới cứu nổi thôi. Cứu nước anh. Qua lượt. Chắc là em cứu toàn toàn trả ơn nè. Vậy là em đồng phạt rồi. Đúng rồi. Em chấp nhận em đồng phạt luôn. Đừng trả ơn chứ này còn trả ơn là không được. Tình hình chỉ còn có một tờ thôi bạn nên Tú phải sốc lại nha. Ờ, có nước. Dạ ơi. Giữ em. Oh my god. Nó cần anh mẹ Tú. Không. Do Hùng Phí bị sốc rồi là đại nó sẽ cứu được Tú. Do em. Anh sẽ cứu em. Có hy vọng, có hy vọng hiệp lượng. Tự chọn một lon nước ngọt. Oh my god. Chảy đến một người cùng mình thêm lượt à, ai cũng được hết. Ai cũng được. Oh my god. Oh my god. Ai rồi, tiêm việc luôn. Chúng ta được thêm một miếng ít một. Rồi, đại một cái nữa em. Chảy đến một người qua lượt. Rồi. Yo. Anh hôn em lắm. Yes. Anh chưa chết. Yeah. Ôi, cậu chưa chết nữa. Thôi, em nghĩ là em tới rồi. Em quen hả? Rồi, ok. Cái chai này bự quá. Rồi, chai đã lợi cho những người kém may mắn. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, vòng này bạn ăn không có gì hết. Bạn toàn có gì hết. Bạn Duy là giúp 2 biết 1. Tú được, qua lượt. Ok, em có 14 phút. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Tình là bạn Duy thấy vậy mà ăn cắt được ghê gớm nha bạn. Nãy chục miếng rồi em. 7 phút hoàn thành nha bạn. Em sẽ chú ý. Rồi. Tú vòng tiếp theo. Tú bóc trước lên em. Rồi Tú được một miếng sẽ tới. Tờ bây giờ gì em nội ơi. Bây giờ mè đen. Rồi Tú được một miếng sẽ tới. Tốt em. Rồi tiếp theo bạn Duy. Chỉ định một người thêm lượt. Thêm lượt. Rồi em chỉ định ai? Tú. Rồi Tú chết chắc rồi. Rồi Tú thêm một miếng tương ớt. Rồi Tú hai miếng tới công chuyện Tú luôn. Xong. Xong. Chỉ định một người qua lượt chỉ áp dụng với ai chịu bất thăng. Đó chính là ăn. Rồi, ăn được qua lượt. Mình Tú ăn. Rồi dòng này chỉ có một mình bé Tú ăn 2 miếng pizza thôi. Sao em? Được mà anh, chắc được, để em thử. Ok. Rồi, đồ món muốn bắt đầu muốn em.
Rồi, tình hình là 6 phút 30 giây Tú đã hồn hết rồi nha các bạn. Cho qua lượt luôn. Ngay 7 phút 10 giây dư sức. Và vòng tiếp theo ăn được bóng chớp. Trước em còn 3 tờ hả em? Rồi, ăn được Sam Giang X3. Nếu còn 2 tờ bên ngoài. Rồi. Rồi. Chúng ta còn 2 tờ, còn có 1 tờ sẽ reset cho bạn. Rồi, toàn tự reset luôn. Sam Giang X1. X1. Rồi, qua lượt đúng không? Rồi. Sam Giang X3. Thì gì X3, nãy ăn X3 chưa? Rồi. Rồi, nó như vậy luôn. Cuối cùng bé Tốn. Tốn được xa tới. Rồi. Rồi, bắt đầu. Dòng này mỗi người sẽ có 7 phút nha bạn. Đúng 7 phút, ai không bạn hình. Oh. Rồi, tình hình là toàn ít mộn mà nó cay quá, nó chịu không nổi nữa bạn. Ít mộn mà cay vậy em. Không biết, không biết ăn cay. Còn Tú nhấn lên nhấn trúng rồi. Toàn thì nó ăn ít mộn nó cay quá, nó không được. Do đâu biết ăn cay bạn. Bạn Duy này ăn khỏe quá trời quá đất luôn. Rồi tiếp theo là bé Tú nó bị bắt đái. Em sắp ra buồn rồi anh. Phải chứ của em là ít ba ăn ngon hơn. Đó quá nhiều quá. Vậy là mình nghĩ là kèm này là toàn cái Tú có thể tập lắm. Còn mình ăn thôi. Nói trọng trách lại nghe nặng vai nữa. Rồi. Tình hình là Tú quen hình. Toàn sao Toàn? Hết nổi anh. Rồi chôn cống luôn em ơi. Giao trọng trách cho anh ăn thôi. Rồi nó ăn nó có cắn được có miếng nó cay quá trời quá đắt các bạn. Nó đầu hàng rồi. Vậy là chúng ta chỉ còn có ăn và Tú thôi. Về hết Duy. Ê, nhận, đi nhận. Đâu, còn chưa. Còn 50 giây nữa em, từ thôi. Từ thôi, chưa. Rồi. Xong rồi. Hết nổi rồi bạn ơi. Coi xong rồi. Rồi, bạn khách mời một mình không có nào căng được, An và Tú bạn ơi. Dạ anh ơi. Dạ anh căng. Quá mệt. Không, vậy là dữ lắm em, mười mấy miếng em. Tại ông nước nhiều quá. Rồi, tình hình là bạn Duy là dù ăn rất là khỏe, bạn 11, 12 miếng nhưng mà khoảng không cái nào chống đối được bạn ăn quay may mắn và Tú đeo bắt đáy nha. Đây và vòng này có thể sẽ là vòng cuối cùng các bạn do Tú bắt đáy quá rồi. Còn ăn thì nó già cả đang hết nổi nha các bạn. Do may mắn mới vô được tới vòng chung kết thôi. Sam Giang X2. Ok anh. Chơi đó bạn, cho còn ăn nữa ha. Ok anh. Chấm hai. Rồi chúng ta khui cái pizza tiếp theo bạn. Đó là pizza xúc xích hôm và phô mai. Và nãy lúc mọi người đang ăn là mình đã tham khảo cho mọi người rồi. Vòng này là chỉ còn có 5 phút nha bạn. Trong vòng 5 phút thôi. Không 7 phút nữa nha. Bắt đầu. Bắt đầu vậy. 5 phút. Vậy là Tú tập chắc rồi bạn ơi. Ăn hết bạn ơi. Chưa rồi. Nãy mọi người cùng bình luận gian xem là Tú qua được vòng này các bạn. Sức ăn thắng hay là do may mắn thắng đây? Dù rất là dữ cho các tiếng là cái món này là nó kèm theo cay rồi. Mình thấy là có khá nhiều bạn yêu cầu tụi mình mời TikToker 3TL vậy đó bạn. Thì mình có mời rồi nha, nhưng bên đó trả lời là không chơi. Ok, đơn giản vậy thôi, nói chung là bên đó rất là bạn, các bạn không chơi được. Nên chúng ta mời cũng không phải mà một muốn mời là mời đâu nha bạn. Y như là bây giờ bạn mời mình cũng chưa chắc mình đi nữa. Bởi vậy nên thật sự là ai muốn chơi thì tự nhắn tin cho mình thôi, chứ mình mời là cũng như không các bạn. Rồi, đây 3TL của mình đó bạn. Tú một, nha. 1TL. Đúng rồi, 1TL là một hàng lòng á. Sao em? Rồi. Quá 3 gì? Phút 15 giây. Quá dữ em. Nghĩa là em là ăn như vậy là mép chú là bằng anh rồi đó. Rồi chúng ta đến với bánh pizza hải sản nha bạn. Và vòng này là bé ăn được bóng chớp em. Cùng mình thêm luôn. Rồi em chỉ định Tú đúng không? Dạ. Mấy bạn chỉ định ăn chứ chỉ định Tú là em sai lầm rồi. Rồi Tú bóng em. Thôi chỉ Tú em mới thắng được chứ anh. Tự chọn một lon nước ngọt. Tự chọn một lon nước ngọt bạn. Rồi bóng đi Tú, tự chọn đi Tú. Em khỏe đến mấy hả Tú?
Rồi tới ăn cái nữa nha. Mình qua lượt 6. Đúng rồi. Không em, mình tự bóc. Qua lượt đâu qua được chai. Rồi ăn được tương ớt. Tú cái nữa. Chỉ định một người qua lượt. Rồi Tú chỉ ăn. Là Tú dòng này Tú uống coca đó em, uống em. Ừ, chứ em không được chỉ em hả? Đó, chỉ đi ra em. Vậy là tụi mình không cần nói gì nhiều các bạn. Sao Tú? Chơi. Chơi hả? Cái đó được tới 14 phút lượt á. Chơi đúng không? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. 14 phút cho ca Coca-Cola. Vậy là nó sắp phun rồi nha, né ra nha. Em nghĩ có cái xô kế bên được rồi. Xô xô quá. Đầu hàng. Tân. À. Người vô dịch là đây chứ đâu. Yeah. Nói chung là cái game này là cái game nhân phẩm với bạn. Và thường khách mời là bình thường là mình chơi là khách mời là nó phải bằng với lại đội nhà thì chơi nó mới thú vị và công bằng các bạn. Nhưng mà rất tiếc là mình thời gian gấp quá các bạn. Kết quả là chỉ được 3 người thôi. Nên game hôm nay là nó sẽ hơi ép ép một tí, bạn không cảm. Các bạn nào mà cũng có muốn chơi thì các bạn cứ nhấp vào longvlog.com trong phần mô tả video đặt cái áo chơi. Có thể là mình sẽ mời chơi nha. Và lần sau là chắc chắn là mình sẽ cố gắng là mời khách nhà đông. Ở lộn, đội mời khách mời đông hơn đội nhà nha các bạn. Chứ vậy là được rồi, tụi nó tiêu diệt không còn một bóng luôn các bạn. Em ăn có 4 cái à. Chiến thắng. Dạ. Quá may mắn luôn. Rồi cảm ơn anh ạ. Chắc rồi em kìa. Có ăn bộ với ai không? Dạ không, vô thì thấy ai yếu nhưng toàn yếu nhất trong team mà. Ăn bộ với anh được rồi. Có gì nữa, nhớ. Ok, nói chung tụi mình kết thúc video đây. Bạn đã thích video này, đây là một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác. Có thể là tập sau sẽ là hamburger với bạn. Và vẫn là phiên bản khách mời. Nhắn vào longvlog.com. Và chơi chung với lại cô ăn nha. Ăn may mắn. Tội nghiệp quá, chia cho Tú đi nè. Đây, đây, nè. Rồi. Dạ okay. Rồi, được rồi, cảm ơn ạ. Bye bye.